Hàng nghìn người dân ở thành phố Sydney của Australia đã được lệnh sơ tán trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7, để tránh mưa lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hiện thì lực lượng cứu hộ cũng đã được điều động đến hiện trường để giúp cho người dân sơ tán khẩn cấp. Cơ quan thời tiết cảnh báo lượng mưa lớn dọc theo khu vực bờ biển phía đông dự kiến sẽ tăng lên trong hai ngày tới. Giới chức của bang New South Wales khuyến cáo người dân Sydney và một số khu vực lân cận có thể sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm như lũ quét, lũ lụt ven sông và sói mòn bờ biển. Mưa lớn kéo dài khiến cho mực nước của các con sông bắt đầu dâng cao, làm tràn đập nước Warangamba, khiến cho cơ quan chức năng phải ra quyết định mở cửa xả của hồ chứa nước chính của thành phố.